giả của kênh tin tức Sao Việt. Hà Đan rất hy vọng quý vị sẽ có những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Và bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Sau việc động viên Kibuka xác nhận đường ai nấy đi với đạo diễn Diệp Tiên, có lẽ các đồng nghiệp đã biết câu chuyện này từ trước, nên khi cô lên tiếng chia sẻ thì họ nhanh chóng gửi lời động viên đến nữ diễn viên. Khi mọi người đang mong đợi được dự đám cưới của đôi trẻ, thì từ phía nhân vật chính lại lên tiếng xác nhận không còn trong mối quan hệ hẹn hò. Cách đây vài giờ, thông tin nữ diễn viên Buka và bạn trai Diệp Tiên chia tay khiến mọi người khá ngỡ ngàng. Bởi lẽ trong khoảng 3 năm hẹn hò, thì họ cũng là một cặp đôi đẹp trong lĩnh vực hài kịch và nhận được khá nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Sau một thời gian không thấy cả hai sống đôi cùng nhau, không đăng tải hình ảnh chung lên trang cá nhân, thì đến nay người trong cuộc cũng công khai việc tan vỡ. Buka tâm sự, thực ra giữa Buka và anh Tiên đã chia tay sau một thời gian tìm hiểu nhau. Dù chia tay, nhưng Buka vẫn xem quá khứ là điều tốt đẹp. Trong khi đó, phía nam đạo diễn vẫn chưa có bất cứ động thái nào khi thấy người yêu cũ công khai chuyện tình cảm cá nhân. Nữ diễn viên hài cũng bộc bạch, dù chia tay thì quá khứ vẫn là điều tốt đẹp, nhưng không ai sống cho quá khứ, người ta chỉ sống cho hiện tại và nhìn về tương lai thôi. Ngay lúc này, các đồng nghiệp thân thiết với Buka như Lê Giang, Khải Như, Quang Trung, Lê Dương Bảo Lâm, Thăm Thư nhanh chóng để lại bình luận động viên, có người nói những câu trêu ghẹo để không khí vui hơn, có sau việc nhắn nhủ cô quay về có mọi người bên cạnh. Chuyện hẹn hò của Buka và Diệp Tiên kể từ khi công khai và suốt thời gian hẹn hò đều nhận được sự quan tâm ủng hộ của các đồng nghiệp. Cả hai hoạt động chung trong một lĩnh vực, hầu hết các nghệ sĩ đều quen biết nhau. Mọi người thường hỏi cả hai dự định đám cưới khi nào và mong chờ đến ngày trọng đại, nhưng đến nay mọi thứ không thể thành hiện thực nữa. Dù biết rằng chia tay không phải tin vui, nhưng đôi khi kết thúc lại là một mở đầu mới cho cả hai.